Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi leo tháp tiếp ha. Thì nói chung là các bạn có lẽ đã khá quen với cái series leo tháp của Lâm Bích Hợp mình rồi. Mặc dù cái series này nó không nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn lắm, nhưng mà không sao cả. Mình thích thì mình cứ chơi thôi mà. Nói chung là cô bé này nhìn thì có vẻ như là khá là loli và còn khá là nhỏ tuổi. Nhưng mà lưu ý đây là mẹ của nhân vật tính, của nhân vật chính trong phần này ấy nha các bạn. Đây là mẹ của thanh niên Nao Masa đó. Bà này là Nao Torali nè. Chung là bà này thì võ công cái thế rồi, con gái của Thiếu Kỳ Vương mà chơi là ok, uy tín luôn. Bà này thì mình vẫn chưa nâng được chiêu nào cho bà ấy cả, nhưng mà có điều là bà này đánh là cực kỳ phê. Như là tại bữa mình lấy được vũ khí tốt cho bà này rồi cũng hên, cho nên là mình mặc dù mới level 27 chưa được 30 nhưng chấp nhận leo tầng 51 luôn các bạn. Bà này bà có cái chiêu nâng này lên là nếu mà các bạn nâng được chiêu đặc biệt của bà này khá là hiệu quả. Nó không phải là nó cho ra được cái hiệu ứng giống như vậy, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn tăng cái tập đánh và tăng cái sát thương. Bà này là tướng hyper nhưng mà về cơ bản là cũng cần cái gì ta, tướng hyper nhưng mà cũng cần cái búp nha các bạn. Bả là dạng lai giữa hyper và tướng đặc biệt á, tại vì nếu mà không có cái đó thì cái tập đánh của bà đấy khá là ngắn, nhưng mà bà được cái động vật thì khá là hay nè, nó nhanh gọn dứt khoát và cực kỳ đẹp luôn. Phải nói lúc mà mình mới chơi phần này mình bị ấn tượng, thậm chí là mình bị thu hút bởi nhân vật này luôn á các bạn. Cứ tưởng là em gái hay là chị gái gì đó của nhân vật chính, nào ngờ đâu là mẹ của nhân vật chính các bạn. Đúng kiểu gái một con ở trong mò con mắt. Ây da, thiệt là có lỗi quá đi. Nhưng mà thôi không sao các bạn ạ, đẹp là chúng ta cứ thích thôi. Rồi đây đẹp mà còn thật ra đẹp không thì nó cũng chỉ là để làm cảnh, còn này đẹp mà còn hữu dụng nữa thì ai mà chả mê hả các bạn. Nói chung là đẹp là một lẽ, nhưng mà cái một cái người phụ nữ mà đẹp thật sự là còn cái thông minh sắc sảo nữa. Nếu cái vẻ đẹp đẹp nhất là cái vẻ đẹp của trí tuệ mà, tất nhiên là nếu mà vẻ đẹp trí tuệ nó đi với vẻ đẹp hình thể nữa thì lại quá tuyệt vời, còn không thì trí tuệ không đã đẹp rồi. Tại một người phụ nữ có trí tuệ sẽ biết làm sao kiếm cho mình đẹp hơn. Và quan trọng hơn hết thì ta nói rồi, cuộc đời này thì nó không công bằng nhưng mà nó bình đẳng các bạn. Nó bình đẳng ở chỗ đó là giá trị của chúng ta như thế nào thì sẽ được xã hội trả như thế đấy. Có những người làm mấy năm trời luôn mới được 200 triệu, nhưng mà có những đứa nó biết tận dụng giá trị của nó thì nó nằm yên đêm không thì nó cũng có 200 triệu rồi. Nếu mà các bạn hiểu ý mình. Thì thật ra về cơ bản thì bản chất là những cô gái đó thì nó đẹp sẵn rồi, chứ cô không phải nó xấu gì. Nhưng mà khi mà nó có thêm cái danh hoa hậu vô thì nó lại càng có giá hơn thôi. Chúng ta chắc ai được giờ có ngồi đó chửi, có ngồi đó cào phím thì cũng chả có được người đẹp đâu. Thành ra thôi lo cố gắng làm lụng hoặc là nâng cao giá trị bản thân để mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu hiện giờ chúng ta chưa kiếm được nhiều tiền chứ ngồi đó có chửi thì nó vẫn vậy thôi. Xã hội vẫn là vậy các bạn, có cầu thì có cung. Chắc ai bây giờ, vấn đề là nó bán lẻ hay là nó bán sỉ thôi, hay là mua cái VIP thôi. Cái đó nói thẳng ra thì nó là như vậy. Dịch vụ mà các bạn, đủ loại hết, thượng vàng hạ cám có đủ. Thành ra là xét cho cùng thì mình đánh giá là mấy cô này là cũng khá là thông minh khi biết nâng cao giá trị của mình trước rồi mới đem bán. Chứ là xét cho cùng thì họ cũng bán cái của họ. Nói chung là bán dâm thì là bán cái của mình, còn bán nước là bán cái không phải của mình các bạn. Nói vui là thế chứ thật ra thì nhiều người thì tham nhũng hay là có hành vi bán nước hại dân thì cũng sẽ nói là em bán là em bán cái của chung. Của chung thì trong đó có nghĩa là của em, mà em lấy của em bán thì sao em lại có tội. Tất nhiên cái này cũng là một cái lập luận vui thôi, chứ nếu mà ai cũng nghĩ như thế thì xã hội loạn mất. Đó các bạn thấy không, thành ra là thôi được rồi đó. Nói chung là chúng ta thì không phải là cái dạng người mà có thể kiếm được nhiều tiền thì thôi, chúng ta cứ vui vẻ giải trí với những gì chúng ta có. Giống như mình đây, mình thì cũng đang muốn chơi những cái phiên bản tiếp theo của Samurai Warriors 4 nhưng không phải không đâu, nhưng mà có điều máy yếu quá thì phải chịu thôi, vì chơi bản cũ biết sao giờ. Mà nói chung chúng ta tìm về những cái gì xưa cũ biết đâu đấy còn hấp dẫn nữa, tại nó chúng ta đã quen với nó rồi. Một phần thì nó gợi lại những cái hoài niệm các bạn. Thậm chí bây giờ các bạn thử chơi là những cái game mà các bạn từng chơi trên PS1 thử xem. Các bạn sẽ thấy là mặc dù là game nó cũ rồi, nó không còn hay như cái ngày mà các bạn mới chạm được tay vào nó nữa. Ngày xưa chúng ta mới chơi được cái game PS1 thôi, so với cái thỏ mà chúng ta còn cài chơi băng Nintendo các bạn không?
thì chúng ta chơi được BF1 thôi, chúng ta cả cũng như được thăng thiên rồi. Còn tất nhiên bây giờ kêu các bạn chơi là một game thời BF1, các bạn nói trời cái gì mà nó tào lao này. Nhưng mà giờ thời điểm đó nó là tuyệt phẩm mấy các bạn ạ. Cái gì cũng có thời của nó, nhưng mà khi chúng ta đã từng trải nghiệm rồi á, thì khi chúng ta trở lại chúng ta, mặc dù chúng ta thấy nó không hay những cái gì mà chúng ta đang được trải nghiệm hiện tại, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta gợi lại những ký ức của ngày xưa. Thế thì các bạn, chứ bây giờ mình chơi Metalon chứ bên khác á, bạn nào mà chắc hồi đó mà có chơi ngoài tiệm game thùng hay là chơi PS1 thì chắc cũng biết game này. Thật ra ở Việt Nam mình theo như mình được biết á, thì Metalon 2 nó phổ biến hơn là Metalon 1. Nhưng mà tại vì cái con PS2 thì nó khiến cho game thủ Việt Nam mình nhớ nhiều hơn là PS1. Nhưng mà cũng không sao cả, chuyện đó hết sức bình thường. Có thể ở cái khu này nó vậy, ở khu kia nó khác, mình cũng biết được. Nhiều khi cái khu của mình, cái khu của mình nó chơi hay cái cộng đồng của mình hay là những cái người mình quen biết thì hay chơi PS1. Còn cái thế hệ sau đó mình chừng vài năm nó có PS2 nó chơi thì nó lại thấy khác, chuyện đó hết sức bình thường thôi. Thì đó, nói chung là game nào cũng vậy. Không chứ bây giờ các bạn chơi thử lại con Tàu Quốc Chí 3-4 thử coi. Thế thì các bạn là chơi mấy màn thôi, nhìn cái đồ họa đó mình không muốn chơi. Nhưng mà nếu như ai đã từng chơi những game đó rồi á, thì các bạn sẽ thấy là khi chơi lại á, cảm giác như là tuổi thơ nó ùa về các bạn. Mình từng thử rồi, mình chơi lại con Tàu Quốc Bang, nó trời ơi, nhìn cái đồ họa không muốn chơi tí nào hết trơn á. Nhưng mà tới lúc bấm máy lên chơi rồi, thật sự thấy là không muốn dứt ra các bạn. Thậm chí con Samurai Warriors 2 có một số bạn hỏi mình cách cài là cách chơi là đủ thứ, thì mình cũng có nói là cái con đó thì nó cũng có một chút xíu vấn đề về lỗi kỹ thuật cho nên là cũng không nên chơi. Nhưng mà nếu mà thật sự mình đã từng chơi con đó rồi và mình rất thích cái phần chơi cờ điện phú của nó. Nói chung cái bản đó thì nó lỗi nhiều nhưng mà được cái phần chơi cờ điện phú khá là hay. Rồi xong. Bé này mình chưa nâng cấp được nhiều, đặc biệt là cái mà lấy ngọc, cho nên nó lấy được ngọc khá là ít. Mặc dù là nó có cái nâng lấy vũ khí tốt rồi, nhưng mà lấy vũ khí không là không đủ. Nãy giờ nó rớt ra từng món không mà nhiều lúc nó rớt tiền nữa. Chứ là một phần nữa, cái tầng này là tầng 50 các bạn không? Thành ra là nó không, địch thủ nó không có chết lẹ như ở những cái tầng dưới. Cho nên là khi chúng ta chơi thì chúng ta đánh thấy nó nặng hơn, và độ chúng ta lấy được sơn chưa kể là thời gian chúng ta mất cho mỗi màn mỗi tầng nó lại lâu hơn. Mình leo 4 tầng mà bây giờ nó tốn của mình mất là 7 phút 34 giây. Đối với các bạn là nhân vật này mình đang dùng là khả năng bà này chỉ có đánh đòn hai bơ là ngon thôi nha. Mấy cái đòn nặng đòn nhẹ gì cũng không hiệu quả lắm đâu. Thành ra nãy giờ mình phải tận dụng tuyệt chiêu khá là nhiều á. Thành ra nhân vật này leo tới tầng 70 là hết cỡ. Muốn leo tầng 80 cũng được, nhưng mà từ tầng 80 trở đi nhân vật này chịu trận không nổi. Thì như mình đã nói, tướng hai bơ thì chỉ có chơi được trong giai đoạn đầu thôi. Trong giai đoạn đầu nó rất mạnh nha, nhưng mà giai đoạn sau nó hết hơi. Một phần là do nó là cái tướng chỉ đi quét lính thôi, chứ nó đánh tướng ngon, mà đến giai đoạn sau thì hầu như lính nó cũng lì lắm. Cho nên là chúng ta cũng không dễ gì thắng được đâu. Bản thân cái nhân vật này nó hai bơ và nó không phải gồng nữa thôi. Nó không gồng, nó yếu xìu à. Đúng là cái tầm đánh nó không đủ rộng nữa mà nó bao quát đối phương các bạn không? Mà đánh trận thì đánh cái game này các bạn biết rồi đó, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với số đông, mà cái tầm đánh nó không đủ rộng rồi dở rồi. Chứ mà chơi bà này thì chỉ có cái được cái sướng thôi, chứ còn lụm đồ thì bà này không phải là tướng cày cho nên là không ngon lắm. Bà này kho chưa tìm hoài mà chưa thấy cái chiêu mở lấy tiền với lại lấy kinh nghiệm của bà ấy đâu luôn mà. Thật ra nói chung mà chơi chứ được cái chiêu thì cũng không hiệu quả lắm. Cái chiêu số 1 thì nó đánh tôi nó không hiệu quả, chiêu số 2 thì mới đầu lúc mà nó chưa có cái thức thứ hai thì nó còn hiệu quả để chúng ta đánh dây choáng rồi chúng ta cũng còn vật. Nhưng mà sau đó thì nó cũng mất hiệu quả dần khi mà có đoạn 2. Trừ khi là cái vũ khí của các bạn có khả năng gây choáng thì các bạn mới dễ tung động vật, còn thôi rất khó tung động vật. Đòn số 3 thì nó cũng đánh theo hàng dọc, thành ra là đôi khi chúng ta phá vây thì được, chứ mà đánh theo số đông thì cũng không được. Đòn số 4 thì nó đánh có một cái, thành ra nhiều lúc không hiệu quả mà cũng là đánh theo hàng dọc. Nói chung nhân vật này thiếu hẳn cái chiêu đánh theo phương ngang các bạn. Thành ra nhiều khi bị vây nó hơi khó đánh đấy. Mình nhờ là nãy giờ mình nhờ tuyệt chiêu rồi các bạn mới thấy nó vậy thôi, chứ là có vũ khí tương đối tốt rồi nó mới được vậy. Rồi đây, ok, ta đúng kiểu là võ sĩ luôn đó các bạn. Chứ là một phần nữa đó các bạn thấy là ủa ông nãy giờ thấy như một cái đánh quét lính ngon mà, thì lưu ý các bạn là mình đang nhờ chiêu của hành động Vũng Long nó cộng vô nha. Nên chứ đánh không nè các bạn, nhưng mà này không hiệu quả lắm đâu. Đó thì kêu số 4 nó đá có số 4 có một cái là không hiệu quả.
với lại nhân vật này cái chiêu tuyệt chiêu á nó cũng có một cái giới hạn là gì các bạn biết không, nó chính là cái hiệu mức hiệu quả của nó sẽ nó chỉ được hiệu quả tối đa khi mà đứng sát thôi, giống như đứng sát vậy nè, đá một cái là gần hết máu luôn, nhưng mà đứng xa hầu như chả mất nhiều máu. Thì đó nó lại bây giờ nó được cái này nó lại mất cái kia, thành ra nhân vật này quýnh nó vô là đánh thì các bạn muốn đánh tướng cũng được nhưng mà phải canh, và nó dựa nhiều vào cái đòn cái cây năng lượng các bạn, thành ra cái cây năng lượng của các bạn mà không đủ thì nhiều khi là nó cũng phiền phức nhiều cái. Còn các bạn muốn biết là sao nãy giờ mình đánh hiệu quả thì đây nè cho các bạn coi luôn, mình không giấu làm gì. Đây cái vũ khí nè, nó mới 30 thôi, nó cũng chưa lên được ba mấy nhưng mà nhìn chung là nó vừa có băng vừa có thổ mà vừa có phong nữa, với may mắn thành ra nãy giờ mình lượm được đồ cũng tương đối ngon. À, cây này 8 vòng mà trắng thì hơi buồn, cái này ngon 6 vòng luôn mà 10 thì hơi bị bèo, cây này thôi cũng được đi, cây này 7 vòng nhưng mà lại có một cái thuộc tính là thì hơi dở, cây này cũng được nhưng mà 5 vòng giờ không bằng cây của mình, tại vì nó có một cái thuộc tính thôi nó không bằng. Giờ mình sẽ nhắc lại là đối với cái bản này thì cái thuộc tính tử là thuộc tính ngon nhất nha, tại tử giống như chí mạng vậy đó, quất cái chết luôn, lửa là phổ biến nhất, lửa dễ ra nhất luôn. Nhưng mà con đều lửa thì nó không hiệu quả lắm, băng thì nó lại chỉ hiệu quả trong cái trường hợp thổ thì chỉ gây choáng, còn còn lâu thì nó gây ngã ra. Nhưng mà có điều chơi tướng này được cái là bắt tướng đối phương trong những màn này nó khá dễ các bạn, tại hầu như nhân vật này nó lướt khá là nhanh đó các bạn thấy không. Đây là cái tính đòn đánh theo phương Nga nó không cần không có, mà đánh là nếu mà đánh là đánh 360 độ luôn, mà thường những đánh 360 độ thì không bao giờ nó đáp ứng đủ cái bề rộng của nó. Nói chung là chơi mình chơi thì các bạn chắc các bạn cũng biết là một cái kênh của mình là cái kênh mà chuyên gia chơi game chiến thuật. Khả năng ngay cả khi chơi game hành động thì mình vẫn đề cao cái tính chiến thuật nhiều hơn là cái nhanh tay lẹ mắt. Đơn giản là tại tay chân mình thì mình cũng có tuổi rồi các bạn, thành ra tay chân rồi nó cũng chậm chạp chứ nó không phải như là cái thời mà còn đi học, ví dụ như cấp 2, cấp 3 tay chân nó còn linh hoạt các bạn. Giờ thì không còn như ngày xưa nữa. Chứ như ngày xưa mình cũng chả phải tính toán nhiều. Có tuổi rồi. Nó khổ vậy á các bạn. Đó cái đòn này về cơ bản cũng hiệu quả nhưng mà nó chỉ đánh số ít được thôi, đụng bị đang bị vây cái đòn nó không hiệu quả lắm. Đó là không, nó rất là chúng ta rất là dễ bị đánh sai. Khi mà đối phương nó gài cái thế vô. Đây. Ủa đâu mất tiêu rồi. Dễ chứ. Cái game kia này thì nó không có giống như Devil May Cry, nó không có cái canh hướng chúng ta dễ đánh, là đánh sai vị trí nữa. Nè cái đoạn số 1 thì nó không dày nè. Thành ra đôi lúc chúng ta không hấp đối phương lên được thì nó cũng không hiệu quả. Chỉ là sai đoạn số 2 thôi. À. Ây da, cái thế của mình đang thất thế rồi. Đó là nó phải dày rồi nhưng mà đối phương nó có thể nhảy ra nó né. Đòn này thì không được. Rồi hay quá. AI nó vô tình nó tự hại nó. Cái này là mình ăn hên nha các bạn. Ôi giời ơi. Nhưng mà bây giờ máu còn dày là hơi nguy hiểm. Để bật cái băng lên đã. Gồng lên luôn. Vô là bà này là quýnh là phải gồng. Tôi quý là đối phương mà nó bay lên nó không bị dính băng nha. Thật ra các nhân vật này đôi khi dùng băng không hiệu quả lắm. Tại bà này tính bà dùng lửa mà, thành ra là không phải băng. Lửa thì bay lên vẫn dính nha các bạn. Chưa có cái gì ta. Chưa có cái đồ một cây năng lượng thì không nâng cái kia, không dùng cái kia. Tại cái chiêu đó đòi hỏi có một thanh năng lượng thì nó mới kích tính lên cho mình. Có điều bà này bà mới quýnh có 6 tầng mà công nhận lính bà quét được nhiều thiệt. Thích nhất là bà này ở chỗ cái quét lính á, thật ra mấy cái kia thì cũng không thích lắm. Đó các bạn thấy không, nếu mà đá mà không chuẩn là nó không mất máu nhiều. Mà bà này chủ yếu là nhờ cái chiêu đá đó là phổ biến nhất. Cái nộ thì tại vì chúng ta không có nhiều nộ lắm cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà dùng nhiều, bà này thì cũng không chuyên gì nộ. Đó các bạn thấy không, đối phương nó bị choáng rồi đó nhưng mà tại vì mình canh nó không có đúng á. Rất là khó, thì khi các bạn bấm, nhiều khi bấm quen tay nhấp liên tiếp hai cái. Còn nhiều các bạn nhấp một cái thì có thể nó choáng các bạn giật được. Như là cái động vật trong cái bạn, như là từ khi Samurai Warrior 4 á, nó cập nhật cái động vật chơi rất là thích. Nếu các bạn để ý thì mình chơi Warrior Orochi đó, đối phương nó choáng, mình chả làm gì được nó. Quýnh nó một cái thì nó lại văng ra, nó tỉnh lại ngay, còn bản này nó choáng một cái là có thể tung một động vật. Động vật thì nếu như mà đối phương nó còn nhiều máu thì nó chỉ mất một đoạn máu thôi. Nhưng mà nếu mà nó gần hết máu rồi là coi như đoạn chí mạng, kết thúc trận đấu luôn. Chơi rất là thích.
Thật ra mình luôn thích chơi Warriors Orochi, ít là mình luôn thích chơi Samurai Warriors hơn là Warriors Orochi. Nhưng mà tại cái Warriors Orochi thì có một số bạn thích, chứ là ở Việt Nam mình thì cái thích, nhưng mà chúng ta thích tâm quốc ký hơn là chúng ta thích quốc ký của Nhật Bản, tại vì chúng ta gần gũi văn minh Trung Hoa hơn là văn minh Nhật Bản các bạn. Cái hóa Nhật Bản thì nó chỉ phổ biến một bộ phận giới trẻ rồi thôi, chứ còn người già thì các bạn hỏi họ cũng chả hiểu văn hóa Nhật Bản nó ra làm sao đâu. Nhưng mà thật ra đa phần cái ở Việt Nam mình thì cái xu hướng mà nó hướng về tâm quốc nó sẽ nhiều hơn. Nói chung là chiến quốc thì chẳng mấy ai nhớ cái sự kiện đồ của nó hay nhân vật, nhưng mà có điều là Tam Quốc thì hầu như Quang Vũ, Trương Phi, Lưu Bị hay là những nhân vật khác thì hầu như ai cũng biết. Mà chí ít là những cái người mà có tuổi thơ dữ dội với lại các sản phẩm của điện ảnh Hoa ngữ vân vân. Những phút này thì đúng là bật nộ lên thiệt. Nói chung là ông này thì cũng lợi hại đấy, nhưng mà tại mình đang có nộ mà đang mình không sợ. Mới quýnh có chút xíu mà đồ được như vậy rồi. Trời, nói chung là bữa nay hên quá, lụm được toàn đồ ngon ông 5-6 vòng không các bạn. Có đúng một món tồi thôi, còn lại ok hết. Ê già, còn một tướng nữa hả? Ồ chết luôn hả? Còn đòn lướt bài này lợi hại vậy sao? Ê già, hảo hảo à. Bài này mình nâng cái tốc độ, cái chiêu tốc độ rồi, thành ra là đánh được tướng tự động nó tăng cái tốc độ chạy lên, cái chiêu đó khỏi cần lấy. Mặc dù thời gian duy trì hơi ngắn cũng không sao, tại bài này thuộc dạng bả lướt nhanh rồi, thành ra cái tốc độ di chuyển thì cũng không cần lắm. Nhưng bài này thì bả dở ngược lại một cái là bả đánh trên lưng ngựa thì không ngon, tại bài này là tướng đánh bộ. Chà, đúng lúc nó chơi cái đòn nó giữ mình chỗ này cũng hơi mệt đó nha. Rồi đây, ảnh phân thân chi thuật. Mình không có tụ tính tử, hay ra vô những khúc này mình đóng băng được nó thôi, mình không có giết được nó. Mà màn này lại đánh với ông Takatora Toro, mà đánh với ông này là hơi bị khó. Mình phải giết hết lính thì nó mới mở cửa nha các bạn, màn này nó hơi khó xíu. Còn màn này chơi dễ chết là dùng đỏ, và cái những nhân vật hyper là sợ nhất cái dùng đỏ. Đó các bạn thấy không, tại lính lúc này nó quýnh rất đau luôn, chứ không phải là như lúc cái kia. Đó, bắt buộc phải bật nộ lên, không có cách nào khác. Hết lính luôn nha, không chừa ai luôn á. Nó đang có cái ba cái cờ luôn mà. Cái này thì các bạn không cần nhiều tuyệt chiêu cũng được. Con bé này đúng là rất dễ thương. Rồi thôi dùng chiêu đá luôn. Đầy máu lại hên quá, quá hên. Pha này ăn may các bạn. Rồi cảm ơn nha. Đó các bạn thấy không, nó cũng may là mình đang kích đồ lên rồi mà mình còn đang gặp khó giống vậy, hỏi công kích nó như thế nào nữa. Gồng lên cái cho bà con nể coi. Này thì bày phương trận với chị à, nó tính bày pha lăng, nó dọa ấy spear với lộn pha lăng. Pha lăng thì phải có khiên. Rồi ok, giờ tới lượt mấy chú ninja. Rồi nin với trả da, nhẫn với trả giả. Rồi ok, mình là mình chị chấp hết. Quýnh bà này, quýnh lên nộ lẹ các bạn, lưu liên tục để có gì thoát ra chết, thoát ra vô lại mình được lót lại các bạn. Như đó là một cái mánh để chúng ta, để lỡ có chết thì chúng ta cũng không phải đi lại một cái đoạn quá xa, chứ nãy giờ leo nãy giờ cũng 19 phút mấy mà chơi giờ kêu lót lại nữa chắc khóc luôn á, nhiều lúc tức quá xong cái game các bạn. Rồi xong. Rồi, ok.
dở, tìm được tới chỗ mấy thằng cầm cờ là dở rồi. Rồi mấy chú chết nhá, à có mấy thằng hồi lại kịp hả? Rồi hồi tinh thần tốt đấy. Rồi xui cho chú, mấy chú là cái của kỳ có thuộc tính. Này xu với chả mô. Chà, anh sumo này lì thiệt. Lính thì nó không có khả năng nó né như là tướng, thành ra là ok cũng không sao. Rồi xong, mở được cửa rồi. À chà, anh sumo này là có cây gỗ luôn hả, nguy hiểm quá vậy. Rồi đây thuộc tính liên tục. Phải có cây tử nó đánh màn này mới được, chứ không có tử khó chơi quá. Đã luôn. Rồi chơi nó. Có hai đứa hồi kịp. Rồi xong. Anh em đâu? Nhắm thằng cầm cờ mà pha. Rồi hay. Ôi giời ơi. Ồ màn này nặng đời đô thiệt chứ đùa đâu. Gọc lên trái cho bà con nể coi. Con gái của thiết người vương thì đâu có vừa. Rồi ok, từ từ để gồng cái. Nóng quá, bộ thấy ai đột cái bóp à. Bình tĩnh coi quý vị. Ây da, chặt lén luôn hả. Ây da, đào thiệt đó nha. Ô Asai Nagamasa. Bây giờ gặp tướng bật nộ lên ngay. Giết nó. Rồi mở cái cửa ra. Phải đánh hết lính à. Ồ mà này ông này nó chơi sợ như cái thua là tại hết giờ ấy chứ đùa đâu. À mà cũng không sao, nó hết cái kia rồi mình không sợ các bạn, quên mất. Giờ mình quét mấy con lính này dễ như đánh con thôi. Chẳng qua mình mất máu nhiều là do mình hơi bèo các bạn. Lúc mình cấp mình thấp á, khả năng chịu đòn mình kém, điểm thủ mình thấp. Rồi ok. Đây thiên la địa võng của anh em phá hết rồi đó nha. Rồi anh em mình vô tiếp nào. Còn mỗi mình anh. Ồ cầm khiên luôn hả. Chà lợi hại dữ ta. Nộ mình đầy rồi đừng có trách. Cho mấy chú biết gì sao nước biển lại mặn. Ồ anh niên này gió còn chịu đòn tốt đấy. Ồ à, bị chiếu đèn mà chết các bạn, cái đó là chết cho chiếu đèn nha, không phải tại mình đánh đá chúng. Nhưng mà nhân vật này nó nhờ cái chiếu đèn hơi nhiều. Nhưng mà tại cái tầm đánh nó không có bao quát các bạn, không được cái nó đánh thẳng trước mặt không à. Ví dụ là mấy nhân vật mà dạng đánh tay không á, không có dùng vũ khí thì nó hơi bất lợi chỗ đó. Nhưng mà nhìn chung vì đây là dạng nhân vật mà chúng ta đi quét lính khá là nhanh. Ôi mà nộ con này tăng lên lẹ dữ ta, cái này chứ bộ chuyên gia xài nộ rồi. Rồi ok. Oh, mừng quá, quên gồng để gồng cái. Ôi rồi ôi này lại dễ chơi tuần này rồi, nhưng mà sao không để dành tuần sáu, buồn quá. Tuần sau mình leo tháp vậy là từ sau đó đánh boss thì nó dễ hơn. Rồi cũng may là cái này thì nó sẽ dai. Rồi ok, ta tiền thì hơi buồn đấy, nhưng mà cũng được. Rồi xong. Ôi ninja này được búp hả? Búp này. Này thì búp này. Lô phát.
ai chà đỏ máu rồi, không mà đỏ máu mình mừng, tại đỏ máu lên thì mình quýnh thì kêu nó dài hơn, nó mặc định nó ra chu mu su luôn các bạn. Đặc điểm của mấy con giờ cái dòng game của Khuê là vậy, mà đỏ máu lên cái là nó quýnh chu mu su ngay. Thật ra hành phong mà có băng có đồ luôn rồi sợ gì nữa, ta mình đang thực tính người ta cái này cũng không cần lắm, chứ cần cái đồ có động nhẫn lông nữa, mình quýnh cái tầm đánh nó dài ra thôi. Đây thuộc tính luôn, đây việc kêu tăng búp và phân thân chỉ thuật có đủ, giờ tướng nào cũng không sợ. À thì ra là quân sư của nhà Độc Nhãn Long à, tứ một quân sư à. Rồi võ công cũng tầm thường. Ồ bữa nay ra nhiều đồ chấm hỏi vậy. Ồ bữa nay có bộ hốt được mẻ lớn rồi các bạn. Có điều lên gặp Ina chắc dễ bay lắm đây. Có điều không sao, đang có nộ thì không sợ. Có gì quýnh Ina nó gần tỏi rồi mình chơi. Mấy bắn cung cái tầm đánh nó ngắn các bạn. Rồi xong, vô. Cho nó biết thế nào gọi là gì sao, tôi say mê đá banh luôn nào. Đá vô, đá vô, đá vô. La 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 la. Ồ nó không, ồ con này nó được Ina nó búp nó bắn lẹo quá. Này thì không hiệu quả lắm các bạn. Trời giá này có bộ căng rồi nha. Không may là mình ra băng nhiều đấy, nhưng không mình cũng mệt với nó. Ôi ôi trời ơi, đàn đúng đúng nó choáng. Ngon quá, đã ra thuộc tính ngẫu nhiên mà đâu biết nó ra cái gì đâu. Hay trời ơi, một cái đòn phải nói là quá là tuyệt đỉnh luôn. Cái này là tuyệt đỉnh cung phu còn gì nữa. Rồi để coi đủ chưa. Ôi đủ 14 cái luôn rồi. Ôi rút 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 rút. Còn gì chưa lụm nữa không? Rồi thôi ok, cũng 27 phút gần nửa tiếng rồi, biến được rồi, không không nên tham các bạn. Máu gần hết rồi, lên tới 60 dễ chết lắm. Nó công lót lại nữa thì các bạn lại nói mình chơi gan chơi lót. Rồi để coi nào, có một cái bèo thôi, cái này 8 dòng luôn, quá đỉnh. Trời ơi, có tử, có phong, có thổ, có lôi nữa thì ôi giời ơi đỉnh thế. Cây này thì tào lao, mặc dù 6 dòng chắc như để ép thôi, cây này thì cũng tạm được, có may mắn nhưng mà cũng không cần quan trọng lắm. Cây kia có cây 8 dòng rồi thì còn lo gì nữa. Cây này thì cũng tạm được thôi, tại vì nó có một cái thuộc tính mặc dù nó cộng nhiều kia. Cái này 5 dòng thì thôi, mới đầu cũng còn được, bây giờ hết ngon rồi. Cây này cũng bình thường, cây này để búp thôi, cây này cũng để búp, để búp, để búp, để búp, để búp. Ồ toàn đòi để búp không. À nhiều quá nó không cho giữ các bạn. Rồi ok thôi cũng không sao. Còn mấy cái đồ bỏ này đây. À như chỉ cần bỏ một món thôi, tại được giữ tối đa 20. Đây. Rồi nó cho nó bán chứ đâu, nó kêu mình bán chứ đâu kêu mình bỏ. Rồi ok, chúng ta lấy được 4 cục công, 2 cục thủ, 3 cục tóc, 7 cục hỗ trợ và 1 cục special. Rồi thôi cũng coi như cũng được đi. Nói chung là để coi 6, 9, 10, 16, 17, 17 cục tất cả cũng còn được. Đã leo 10 tầng 17 cục là cũng ngon rồi, nhưng mà này không có chiêu đi lụm ngọc. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.